Một nàng thiên sứ vô cùng nổi bật trong trường lại là hàng xóm ngay sát bên cạnh. Hai bên vô tình tiếp xúc và bạn phát hiện ra những góc khuất đằng sau vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ của nàng. Xin chào các anh em, sau khi đọc comment và thấy sự trông ngóng của vô số anh em về cô nàng Mahiru và bộ thiên sứ nhà bên, hôm nay Hayden Tập xin có đôi ba lời review về bộ truyện đang gây sốt cộng đồng. Một tác phẩm ngọt ngào mà bất kỳ con dân mê đường nào đều không thể bỏ qua. Bạn là fan của Mahiru và muốn ngắm cô ấy mỗi ngày, đừng bỏ qua những mô hình standee đang có trên Hayden Tập Shop. Độ đẹp mắt và hoàn thiện của chúng thì không cần bàn, luôn nằm trong top seller trên Hayden Tập từ khi trưng bày. Anh em để ở góc làm việc hay phòng ngủ, tất cả đều ổn áp. Hơn nữa, còn có hai mẫu siêu đặc biệt với phần đế được tạo hình riêng, không thể tuyệt vời hơn. Hãy nhanh tay trước khi sản phẩm bán hết. Xin cảm ơn. Otonari no Tenshu sama ni Isuno Manika Dame Ningen Sarereta Ken, còn được biết đến với cái tên Tôi bị thiên thần hàng xóm kế bên chiều hư, hay thiên sứ nhà bên, là một bộ truyện được chuyển thể từ light novel cùng tên của tác giả Seki-san. Riêng volume 1 do Hanekoto phụ trách phần minh họa bìa cover, Kazutake Hazano phụ trách phần minh họa nội dung bên trong, bao gồm cả trang màu đen lẫn trắng. Từ volume 2 trở đi thì toàn bộ minh họa cho light novel do Hanekoto đảm nhận. Hiện nay, bản manga do Wan Shibata phụ trách vẽ, Yuki Suzu phụ trách cấu trúc vẫn đang tiếp diễn, đồng thời anime đã được ra mắt tập đầu tiên vào hôm 7 tháng 1 vừa qua. Thiên sứ nhà bên là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Fujimiya Amane và Shina Mahiru. Amane vốn là một học sinh cấp 3 bình thường không có gì nổi bật, nhưng hàng xóm ngay kế bên nhà cậu sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, vừa học giỏi lại chơi thể thao tốt. Mahiru rất nổi tiếng ở trường và được mọi người ưu ái gọi là thiên sứ vì vẻ đẹp có thể chinh phục bất cứ ai. Mặc dù sống ngay bên cạnh, Amane và cô nàng chưa từng trò chuyện hay làm quen với nhau, chỉ tới khi cả hai gặp mặt vào một ngày mưa định mệnh. Hôm ấy Amane đi đường ngang về công viên dưới nhà và thấy một bóng dáng tóc vàng đang ngồi dưới mưa. Cậu vốn định không quan tâm, nhưng gương mặt khóc nức nở lại khiến Amane cắn dứt lương tâm và bước lại bắt chuyện, đồng thời rú cho cô một chiếc ô trên tay. Chớ trêu là người tặng ô làm việc tốt thì bị cảm, kẻ dầm mưa hồi lâu lại chẳng hề hấn gì. Amane bị ốm tới mức đứng không vững, sau đó hàng xóm kế bên trả ô cho cậu, đồng thời tự chủ trương giúp cậu chừa mát, mua thuốc và nấu cháo. Có lẽ cảm thấy Amane sống một mình quá thảm hại, Mahiru dần bước vào cuộc sống của cậu qua việc dọn nhà, cố tình nấu thừa đồ ăn mang tới, sau đó là đề nghị chia đồ và nấu tại bếp nhà Amane. Cứ như thế, những tương tác nhỏ nhặt thường ngày giữa hai bên khiến Amane và Mahiru dần mở lòng và hiểu nhau hơn. Nhắc tới tình yêu học đường, không khó để nhận ra đây là một chủ đề cũ nhưng chưa bao giờ hết hot. Anh em hoàn toàn đoán được những gì sẽ xuất hiện, như cảnh đi học chung với nhau, bạn bè trêu đùa, cùng nhau học bài hoặc những ngại ngùng rất đơn thuần của lứa tuổi học sinh. Cái hấp dẫn của học đường nằm ở việc cộng hưởng cảm xúc. Anh em sẽ biết rõ nó xảy đến như thế nào nhưng vẫn hào hứng đón xem. Đến với thiên sứ nhà bên cũng vậy, những tương tác và phản ứng của nhân vật sẽ khiến mọi người khó mà rời mắt. Khoan từ từ đã, trước khi giới thiệu bất kỳ điều gì, anh em hãy ngồi xuống đây và nghe tôi kể về một truyền kỳ. Có thể anh em chưa biết, nàng Mahiru từng xếp top 1 nhân vật nữ chính được bầu chọn nhiều nhất trong Konohamaru 2022. Anh em có tò mò tại sao có nhiều ánh nhìn lại đổ dồn về phía cô nàng này đến vậy không? Nếu có thì hãy cùng tôi tìm hiểu với sức hút lạ lùng này nhé. Nữ chính Shina Mahiru. Mahiru sở hữu một ngoại hình vô cùng ấn tượng. Cô có đôi mắt màu vàng nâu to tròn, cơ thể thon thả và những đường cong rõ nét. Mahiru có mái tóc vàng óng ả cùng làn da trắng đến mức tưởng như trong suốt, sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài và đôi môi màu anh đào căng mọng. Bên cạnh ngoại hình ấn tượng, Mahiru cũng luôn xếp đầu toàn trường về thành tích học tập, chơi thể thao giỏi, đồng thời vô cùng khiêm tốn với bạn bè xung quanh. Để tóm gọn lại thì Mahiru là một tượng đài hoàn mỹ khiến bất kỳ ai cũng đều đứng. Chẳng tự nhiên mà cô được cả trường ưu ái gọi với danh hiệu thiên sứ. Chính danh hiệu này cũng đồng thời là ấn tượng của nam chính Amane với cô. Trong mắt cậu, cô nàng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, đầy xa cách lạ lùng, chẳng khác nào thiên sứ không nhiễm bụi trần gian. Chỉ khi tiếp xúc nhiều hơn với Mahiru, hình tượng hoàn mỹ về cô mới bắt đầu dần nứt vỡ ra. Nó không phải dạng sụp đổ hình tượng mà là bổ sung thêm nhiều khía cạnh, như lúc cô nghiêng đầu cười khi được Amane khen nấu ăn ngon, hoặc hung dữ hướng dẫn cậu dọn dẹp căn phòng, hay khi ôm ghi lấy con gấu bông được tặng. Tất cả những điều này khiến Amane cảm thấy cô chân thực hơn bao giờ hết. Càng tiếp xúc Amane càng thấy đây là một người có tấm lòng nhân hậu và trung thực. Cô mạnh mẽ, tự lập, có lúc sẽ ngang ngược và rất bướng bỉnh. Theo thời gian, tính cách của Mahiru ngày càng tsundere hơn bao giờ hết. Trông thì bình tĩnh lạnh lùng nhưng thi thoảng sẽ có khung tranh em ấy cười rộ lên. Anh em sẽ cảm thấy không khí xung quanh đều nhuốm vị đường mật và khiến mọi người bất giác rung động. Bên cạnh nàng thiên sứ có thể xưng tụng là waifu của mọi nhà, chúng ta hãy cùng điểm qua nhân vật chính còn lại của bộ truyện, đối tượng ghen tị của mọi anh em. Nói vậy thôi, trước khi lượn vào động kín, tôi thấy nhiều anh em ngậm ngùi cảm thán rằng chỉ có Amane mới khiến nàng Mahiru làm ra những hành động và biểu cảm đó thôi. Vậy nên xét ra, tính cách và hành động của Amane sẽ thuyết phục khá các anh em, khiến mọi người không giật nảy lên khi cậu chàng sánh đôi bên cạnh Mahiru. Đầu tiên phải nhắc tới trạng thái ban đầu của Amane, với thân phận hàng xóm ngay kế bên, cậu không có quá nhiều sự hào hứng hay tích cực với thiên sứ Mahiru cho lắm. Có lẽ bắt nguồn từ việc Amane là tuýp người hướng nội điển hình, cậu không thích ồn ào náo động hay thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu thường ở một mình trong yên tĩnh, nếu không cần thiết sẽ không tham gia vào các hoạt động. Amane tự nhận không cần thiết để lộ việc mình sống cạnh nhà Mahiru, cả hai cũng chẳng có gì để nói chuyện với nhau. Tổng kết thì Amane không phải một người sống quá năng nổ, nếu không muốn nói cậu khá tự ti.
Trông thì mờ nhạt, nhưng cách mà Amane đối xử với mọi người, đặc biệt như Mahiru rất tinh tế, cậu sẽ quan tâm và để ý tới những cái nhỏ nhất. Bạn ấy tôi có kể rằng lần đầu tiên gặp nhau, Amane đã thấy cô nàng thiên sứ đang ngồi khóc dưới mưa. Chắc hẳn anh em không còn xa lạ với những lời khuyên nhủ sâu deep rằng khóc dưới mưa sẽ khiến nỗi buồn vơi đi, rằng nước mắt hòa với mưa nên không ai biết mình đang khóc. Đấy, cô nàng thiên sứ Mahiru đã làm hệt như vậy, nhưng Amane tinh tế của chúng ta vẫn bước tới. Và trong lần tiếp theo, Amane nhanh chóng phát hiện ra cô nàng bị trẹo chân sau khi trèo lên cây đỡ mèo. Cô không chỉ xoa thuốc băng bó cho cô, mà còn đưa áo trùm đầu và cõng cô đi về. Cách mà Amane đối xử với cô nàng nổi tiếng toàn trường rất tinh tế, có sự quan tâm nhưng không vồ vập mất lịch sự. Chính Mahiru cũng chia sẻ rằng, bởi ngay từ những lần đầu tiếp xúc cũng nhận thấy Amane không có ý xấu với mình nên mới tiếp tục duy trì mối quan hệ. Và bởi sự tinh tế từ cả hai bên, anh em có thể thấy sự tương tác giữa hai nhân vật chính rất ý nhị. Amane bảo rằng mình không biết nấu ăn, những buổi sau đó Mahiru sẽ vô tình nấu nhiều hơn và đưa sang. Amane chỉ bâng quơ rằng nếu được ăn đồ nóng sẽ ngon hơn, vậy là cô nàng đề nghị tới nấu tại bếp nhà cậu với phần nguyên liệu chia đôi. Cách đôi bạn trẻ quan tâm giúp đỡ nhau rất nhẹ nhàng, có sự lãng mạn nhưng không hề vô vập. Trong cả quá trình, dễ nhận thấy sự mềm mỏng của Mahiru với cậu bạn hàng xóm không biết tự chăm sóc bản thân, cùng với đó là sự làm nũng âm thầm của Amane. Tin tôi đi, dù đôi này chưa yêu nhau thì các anh em cũng bị nhét đường ngọt đến sâu răng. Nhưng màn tương tác của bộ đôi không dừng lại ở sự lãng mạn đơn thuần, các anh em sẽ thấy cuộc sống của một thiên sứ Mahiru không hề bình lặng. Mahiru có góc khuất với gia đình mình, cô chưa từng được bố mẹ gọi tên, không thích sinh nhật của bản thân, thậm chí thành tích hoàn hảo và vẻ ngoài xuất sắc đều là thứ được yêu cầu từ bé. Nhưng rồi cuộc sống nội tâm khép kín của cô từ từ mở rộng. Amane từng bảo cô nên có những hoạt động giải trí và thả lỏng bản thân hơn. Bản thân cậu cũng cố gắng giúp đỡ. Cậu đặt đồ ăn ngoài mà Mahiru chưa từng được ăn hoặc tặng quà sinh nhật khiến cô bất ngờ. Ở chiều hướng ngược lại, Mahiru cũng giúp Amane thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Từ một người rụt rè ngại giao tiếp, cậu dần chủ động rủ Mahiru tham gia nhiều hoạt động cùng mình. Đến cuối cùng, chính Amane không ngờ bản thân đã trở nên nổi bật trong trường lớp. Những màn thúc đẩy từ mọi người xung quanh luôn là gia vị cho tình yêu. Ví dụ như sự xuất hiện của mẹ Amane, bậc phụ huynh bất ngờ đến nhà và thấy con trai mình giống một cô nàng tuyệt đẹp trong phòng ngủ. Vậy là những cánh hiểu lầm tăng lên, quan hệ giữa hai bên tiến gần nhau hơn. Trước khi mẹ Amane xuất hiện, tuy bộ đôi nam nữ chính đã là bạn bè tiếp xúc một thời gian với nhau, ăn uống cùng nhau không ít lần, nhưng không khí giữa cả hai đều trong ngưỡng lịch sự và có phần xa cách. Mahiru không giấu nổi ngưỡng mộ với sự quan tâm của mẹ Amane dành cho cậu. Cô chia sẻ rằng, mình rất ít khi được ai đó gọi bằng tên, ngay cả bố mẹ cũng vậy. Trước vẻ mặt có phần buồn bã uể oải của Mahiru, Amane gần như vô thức gọi tên cô. Đáp lại điều này, Mahiru cũng gọi tên cậu. Với người Nhật mà nói, khoảng cách từ việc gọi nhau bằng họ sang gọi bằng tên là dấu mốc từ người xa lạ với bạn bè thân thiết. Đặc biệt là với một đôi nam nữ, điều này mang sự thân mật kỳ lạ. Vậy là rất nhanh, việc gọi tên trở thành bí mật của cả hai, một bí mật ngọt ngào chưa thể tiết lộ. Trước đó, Mahiru bảo rằng việc ở cạnh Amane khiến cô có cảm giác an toàn và vô hại, giúp cô thoải mái trong việc bước vào nhà cậu con trai mới quen. Lúc này đánh dấu bằng việc mẹ Amane ghé qua, cậu đã đưa cho Mahiru chìa khóa nhà mình. Amane chuyển ra ngoài sống khi lên cấp 3, chứng tỏ cậu có yêu cầu cao về không gian riêng. Việc đưa chìa khóa càng thể hiện sự tin tưởng cao với nàng thiên thần hàng xóm. Có thể thấy tình cảm của bộ đôi nhân vật chính được phát triển hết sức nhẹ nhàng, chậm mà chắc. Bởi độ tình tứ qua những hành động nhỏ nhất, các anh em sẽ không hề có cảm giác nôn nóng xem bao giờ hai người mới yêu nhau. Ngoài lề một chút, các anh em vẫn nhớ cái tên gốc siêu dài của bộ truyện này chứ? Cái tên được một số web dịch thành "Tôi bị thiên thần hàng xóm kế bên chiều hư". Hẳn tới lúc này anh em đã hiểu sự chiều hư của thiên sứ Mahiru rồi phải không? Một cô nàng khéo léo, tinh tế, siêu tốt bụng và dễ mềm lòng đã tham dự vào cuộc sống một mình đầy bất ổn của Amane. Với có sự giúp đỡ từ cô nàng, nam chính Amane của chúng ta bắt đầu trở nên vô dụng trong đời sống sinh hoạt. Nói đi cũng phải nói lại, một em waifu xinh đẹp dạng người, sớm chiều giúp đỡ, bảo sao Amane ban đầu coi cô như tác phẩm nghệ thuật cũng dần đổ gục. Tôi cá rằng không anh em nào đứng vững trước nàng thiên sứ Mahiru đâu, sớm muộn cũng ngã rạp trước sự dễ thương của nàng mà thôi. Nhắc tới sự tuyệt vời Mahiru, có một điều dễ khiến anh em quan ngại rằng, liệu khi chuyển thể từ light novel lên manga hay anime, họa sĩ có truyền tải được toàn bộ vẻ đẹp rung động của lòng người của Mahiru không? Liệu nàng thiên sứ có bị phá vỡ hình tượng không tì vết? Là một kẻ soi tới soi lui manga, xem đến vài lần trailer anime và cả tập 1 anime vừa ra mắt, tôi xin trân trọng thông báo rằng các anh em sẽ không thất vọng đâu. Đầu tiên là manga, nét vẽ hình tượng nhân vật có sự ngô nghề chưa trưởng thành, mang đậm phong cách học đường trẻ trung, cả tạo hình của Mahiru và Amane hay tuyến nhân vật phụ đều có sự đầu tư, nhất là visual thiên sứ Mahiru của cả bộ truyện. Vẻ đẹp của cô nàng mang đến sự mờ ảo hoàn mỹ, rất nhiều khung tranh được zoom vào kỹ vào gương mặt nam nữ chính, đặc biệt là những lần Mahiru cười rộ lên, cảm giác như tất cả đều bừng sáng và khiến từ nam chính tới anh em đều sẽ rung động. Có một điểm tôi không thích lắm là tiến trình manga được rút ngắn so với bản chữ, nếu chỉ đọc manga không thôi thì chưa đủ độ ngọt khiến dân tình điên đảo. Ngoài ra khung tranh manga đa phần vẽ người và zoom to gương mặt biểu cảm nhân vật, điều này khiến mọi thứ chìm trong cảnh tĩnh hơn là tiến trình của câu chuyện. Bù lại thì anh em sẽ được ngắm nhìn nàng Mahiru nhiều hơn, nên có thể đây là dụng ý khi vẽ của tác giả.
Lên anime thì sự tỉ mỉ của nét vẽ tạo hình nhân vật có độ giảm xuống, nhưng bù lại, tôi thấy sự linh động trong ánh mắt Mahiru và màu tóc đều rất ổn. Tổng thể vẫn toát lên sự hoàn mỹ và dịu dàng của cô nàng thiên sứ. Đặc biệt trailer nhá những cảnh cô nàng liên tiếp cất lời gọi Amane-kun siêu dịu dàng và ngọt ngào. Anh em nghe xong cũng đừng ghen tị đấy nhá. Không ít lần tôi tự hỏi nguyên do nào đưa thiên sứ nhà bên trở thành một bộ hot đến vậy. Tác phẩm này nằm trong top 10 Kono Light Novel Gasugoi năm 2021, bán được hơn 400.000 bản với 400 tập truyện, được xem là cú hit của dòng Light Novel Romcom tại thị trường Nhật Bản. Thậm chí nhân vật nữ chính Shina Mahiru đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký đến từ các tác phẩm Light Novel khác của Wings Books và giành được chức vô địch trong cuộc bình chọn Light Novel Character Tournament. Thông qua việc nghe ngóng thông tin từ nhiều phía và tự cảm nhận, tôi cảm thấy hiện nay thế giới nhiễu nhương dân tình hỗn loạn, lượng đường giảm sút khiến dân tình có nhu cầu ăn ngọt tăng đột biến. Thiên sứ nhà bên không đi theo mô típ drama ngập tràn hay cười không dứt miệng như độ ngọt và đã được bảo chứng qua nhiều anh em. Tách khỏi cuộc sống xô bồ và tu một liều đường mật bên nàng Mahiru dường như đã trở thành một thói quen, nên hẳn đây là yếu tố chính khiến thiên sứ nhà bên được nhiều anh em chào đón đến vậy. Về cơ bản, Thiên sứ nhà bên là một bộ rom-com đáng để mong chờ cho những anh em thích ăn ngọt. Tiến trình phát triển câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không tạo cảm giác nhàm chán. Trên hết đã có nàng Mahiru xinh đẹp kéo hết sự chú ý và nóng vội của anh em rồi. Anime hiện đã và đang tiếp tục lên sóng hàng tuần. Anh em yêu thích thì đừng bỏ lỡ một bát đường mật vô cùng chất lượng này nhé. Nội dung review hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi tới giờ phút này. Không biết anh em nghĩ thế nào về độ hấp dẫn của Thiên sứ nhà bên? Nó là nguyên do khiến mọi người mê đắm nó tới vậy? Là nàng Mahiru hay một điều gì khác? Anh em đừng ngại ngùng mãi chia sẻ ngay bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và nhớ đừng quên tặng Hane tổng một like và một subscribe. Đồng thời nhấn thông báo để nhận thêm những thông tin mới nhất về các bộ anime khác nữa. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới.